Ngày 1 tháng 3 năm 2024, Công an xã An Dương Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ xác minh vụ nam thanh niên gặp tai nạn trên đường và bị mất tài sản. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một thanh niên 27 tuổi chạy xe máy trên đường Nguyễn Thị Trì, xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thì tự té xe nằm gục trên đường. Trích xuất camera nhà dân cho thấy, sau khi nạn nhân ngã xuống, có một người từ sau chạy đến, dừng xe lại xem xét rồi bỏ đi. Người nhà nạn nhân cho biết nạn nhân được phát hiện trong tình trạng gãy xương vai và hiện thân được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy. Người nhà phát hiện nạn nhân bị mất ví tiền, bên trong có khoảng 4 triệu đồng, một điện thoại di động, một sợi dây chuyền vàng và một số giấy tờ tùy thân. Hiện người nhà nạn nhân đã báo cáo cơ quan công an về vụ việc này.